cái hôm đó là một YouTuber, một YouTuber mà có lượng subscriber có thể nói là cao nhất đây. Với cái lượng mà like của anh á thì cũng nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của các khán giả khắp mọi nơi, và chắc chắn trong giây phút này chúng ta rất cần cái lời kêu gọi của người YouTuber này. Mời quý vị cùng chào đón YouTuber Trương Quốc Huy. Hôm nay chưa đón cao bồi nữa ha ba. Em nói vài câu đi, lấy mic cho em. Cảm ơn hết tất cả quý vị và quý vị đang theo dõi ở trên chương trình của các anh em YouTuber. Và cảm ơn hết tất cả đồng hương của mình đến trong cái ngày hôm nay ở đây. Mặc dù là ngày thường nhưng mà quý vị đến rất là đông. Thưa quý vị, Huy cũng có nói vài lời để cho tất cả quý vị đang theo dõi ở trên livestream. Ai đi đến đây đã biết rồi, biết tại sao chúng ta đến đây rồi. Nhưng mà quý vị đang coi ở nhà, quý vị sẽ có một cái điều là quý vị nói: ủa sao ở Mỹ, sao đồng bào mình hỗ trợ? Thường mình thấy ở bên Mỹ giúp cho Việt Nam, đúng không Khánh Hoàng? Nhưng mà thật sự thưa quý vị, nước Mỹ hai cái cơn bão vừa qua nó thật sự là nó khủng khiếp lắm. Và chúng ta thấy không phải ai cũng mua được insurance. Quy vừa rồi cái đoàn của cô Trà My từ bên Atlanta qua đây đó, có nhiều quý vị mới vừa chuyển nhà đến Florida, mới vừa tức thì luôn, mà bên đó cái vùng bão quý vị họ deal với lại cái bảo hiểm đó, khó lắm. Nhiều khi chưa có kịp mua, có nhiều người mới mua ở 2-3 tháng gì đó, bão ập vô phát một Quy gia đình 3-4 người luôn, bạn Quy cũng có nè. Rồi chưa tính mấy cái người xe phòng cái mà đợi chính phủ tới nó xa lắm, tại vì mình đi xe cái đoạn đường nó bị cắt rồi xăng không có luôn, rồi có nhiều cái xe nó hư hết trơn luôn, nó ngập gì đợi rất là lâu. Nhưng mà vừa rồi cái đoàn xe của cộng đồng Việt Nam của mình đó ở bên Houston cũng có, ở bên Georgia Atlanta, phái đoàn của cô Trà My của cộng đồng anh Phong vừa rồi cũng có hỗ trợ, cũng có đóng góp. Vừa kêu một cái anh Trần Nhật Phong lúc đó hỗ trợ 5,000 liền á. Và cái đoàn xe đó tất cả các anh em đều là thiện nguyện viên hết. Mình vừa tới á, giống như bây giờ mình nghĩ thử đây quý vị, cái nhà mà quý vị đợi đó nha, chính phủ 2-3 ngày mà họ tới, họ chỉ có những cái thiếu, nhiều người thiếu nhiều thứ lắm. Người ta xin nhiều nhất là bếp ga nè, tại vì phải đợi cái nhà rồi phải dọn lên lại này kia, mà tất cả các thủ tục. Chưa tính á, có nhiều nhà mua bảo hiểm nhưng mà cái tiền deductible anh Khánh Hoàng, quý vị biết không, người ta thiếu 5,000, 10,000 phải bỏ vô để cái insurance họ mới trả làm cho đó, rồi đợi cho nó làm xong 10 ngày sau nữa. 10 ngày họ mới bắt đầu họ làm, rồi 15 ngày sau cái mới có cái chỗ để ở, rồi xong rồi giường tủ bàn ghế, nói chung đủ thứ hết á. Nên thành ra đó là cái này mình không phải riêng cộng đồng Việt Nam không, có cộng đồng bạn nữa thưa quý vị, có nhiều cái khu Việt Nam mình ở chung với xóm người Mỹ, rồi người Mỹ trắng, những cái người bản xứ khác, chúng ta cũng hỗ trợ luôn nữa chứ không phải không. Người ta tới người ta cũng, mình có cái mền cái này, nó mình nhìn cái hình ảnh nó cảm động lắm. Và nước Mỹ thật sự đối với Quy, mình coi cái nơi này nó là cái quê hương thứ hai. Tại vì quý vị cũng biết á, thì tất cả đều là đồng bào hết. Quy nói một câu này để cho quý vị, trong ngày hôm nay quý vị đang theo dõi trên tất cả các livestream, chúng ta ủng hộ, mình cứ của ích đồng nhiều không sao. Quy không tin là 2 triệu mấy, gần 3 triệu người Việt Nam ở Mỹ, chúng ta người có 1 đồng thôi, quý vị cũng đã có 2-3 triệu rồi. Không, thật sự là như vậy. Và cái điều này đó, nó để cho chúng ta thấy được rằng cái cộng đồng Việt Nam mình đến đây, hồi nào giờ á, người ta nói đến Việt Nam, người ta chỉ biết Việt Nam War, người ta chỉ biết, đúng rồi. Người ta cũng cứ nghĩ rằng chúng ta đi đến đây vì cái điều kiện kinh tế hay không. Nhưng mà những cái hình ảnh mà nhiều người Việt Nam chúng ta đã thành danh rồi, mình đóng góp ngược lại cho xã hội. Chẳng hạn như anh Quy Teletron ở đây, anh cũng có những doanh nghiệp rồi, tất cả những người đã thành danh, rất là nhiều quý vị business cũng đã ủng hộ, đóng góp cho cái chương trình này. Nên thành ra đó, nó cũng là một cái mà Quy rất là thấy vui á. Cộng đồng người Mỹ ở bên Florida đó anh, người ta nói người Spanish, Spanish đó, trời, người ta nói trời Việt Nam mày lẹ quá. Tại vì thật sự ra, tại vì hôm bữa trước anh Phong anh cũng có cái kinh nghiệm rồi, anh nói rồi cái bảo kỳ vừa xong cái này nó tới thế nào chuẩn bị, anh nói Quy mày nói cho Quy bệnh chuẩn bị đi, đúng với chàng. Tại vì mình cũng hên cái, mình cũng có mấy anh em họ có xe truck đó quý vị, xe tải 18 bánh á. Cái vừa xong anh kia anh hỗ trợ luôn xe tải rồi xe gì này kia luôn. Mình trong cái ngày đầu tiên mình cũng có 40-50 ngàn. Trời, chở tới cái bà con mình mừng quá trời luôn. Có mấy người ở thuốc ở trong cái vùng thuốc trong kia, quyền biết được clear qua đời cái gì á, cái nhà mất tiêu luôn, có gì hết á, 3-4 người ngồi hỏi gì nè, trời, gặp mình tới nhảy luôn gì luôn.
mình thấy nó đúng, nó vui lắm. Nên thành ra quý vị nào mình ở đây, mình cứ quý vị thấy cái số điện thoại gieo trên màn hình, anh Hoàng nhớ số điện thoại đọc giùm em. Đúng rồi, số điện thoại đó là 714-313-4082. Quý vị gieo thẳng vào số phone này, hoặc quý vị có thể gọi cho nhân viên của chúng tôi giúp cho quý vị qua số điện thoại là 714-892-6999. Giống như quý vị nói, và chắc chắn quý vị cũng đồng ý là trong năm nay, năm 2024, chúng ta có quá nhiều biến cố, đúng không quý vị? Biến cố về kinh tế nè, biến cố về thiên tai nè, biến cố về bầu cử nè, chiến tranh nè, cho nên làm cho chúng ta vô cùng bối rối và hoang mang. Chúng ta ngồi ở đây được theo dõi chương trình này ở một cái thời tiết rất là đẹp quý vị, chúng ta là những người rất là hạnh phúc. Hoặc là quý vị đang theo dõi chương trình livestream ở những nơi quý vị đang ở đang rất là an bình và an nhiên và khí hậu rất tốt, thì chúng ta là những người rất là hạnh phúc. Như vậy, bất chấp những khó khăn về kinh tế, bất chấp những điều đang xảy ra, chúng ta hãy góp một bàn tay cho những người còn thê thảm hơn chúng ta nữa quý vị, còn kém may mắn hơn chúng ta nữa, đó là các đồng bào ở tại vùng bị bão lụt. Như là quý vị nói, không chỉ người Việt Nam mà những người bản xứ, những người Latino, những người đang rất cần sự giúp đỡ. Mặc dù chúng ta không biết họ là ai, nhưng mà những gì chúng ta đem đến cho họ là nói lên tấm lòng của người Việt Nam ở tại hải ngoại luôn hướng về những người ở tại Hoa Kỳ. Quý vị, mình nói mình sống mình đem tới niềm vui á, không phải là tiền nhiều tiền ít. Và quý có cái hình, quý có cái này, quý nói lại cho quý vị thấy vui lắm. Quý vị biết Việt Nam mình thèm ăn đồ ăn Việt Nam không? Mấy cái đồ hỗ trợ của chính phủ Mỹ á, cái lúc mà họ gửi có mấy cái đồ giống như kiểu lương khô mà kiểu của Mỹ bị gói, bị gói. Hôm bữa trước quý nhớ á, mấy anh chị em chở lên được nồi cháo gà mà lúc nấu á, để vô cái ta ăn thôi, trời ơi nó đã, mình thấy gì cũng vui rồi. Thật sự như vậy á, nó những cái điều đó vui lắm. Hay là mấy cái gói xôi, anh xôi gà, xôi gà kiểu Việt Nam mình sẽ vậy chứ mà bên em làm nó vui. Thật sự cái đó là mình không phải là mình nói nó nhiều hay ít, nhưng mà những cái điều đó, những cái sự quý giá và giá trị của tinh thần không bao giờ mình có được đó. Thành ra quý vị đang theo dõi trên livestream của quý vị, hay là quý vị đang coi chương trình ở nhà, quý vị có thể gọi vào số điện thoại gieo trực tiếp luôn, 714-313-4082. Cảm ơn Trường Quý rất là nhiều. Cảm ơn mấy anh em Thị Nguyễn Quyên đã hỗ trợ cho chương trình ở đây, và tất cả quý vị đang ngồi nghe điện thoại trên kia cũng bỏ thời gian ra. Cảm ơn hết tất cả quý vị đã đến theo đến cái chương trình ngày hôm nay, ngày mai còn nữa. Dạ, xin cảm ơn anh Khánh Hoàng. Cảm ơn Quyên. Thường mà Quyên nói đó quý vị mà xem Quyên mà livestream á, thường 1 tiếng đến 2 tiếng, mà hôm nay là nói ngắn lắm rồi quý vị. Mong rằng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi